Thưa chúa tể, họ đã tới rồi. Họ là Upright Speakerman và TV Man phải không? Mà cho họ vào gặp ta. Vâng, chúng con biết rồi. Chúa tể, ngài nằm nghỉ đi, đừng quá xúc động. Nào, nhanh chóng cho Upright Speakerman, TV Man và Nokia Man vào trong đi. Thật không ngờ Upright Cameraman, cậu ấy vẫn còn sống. Là chú ngủ ở một nơi xa vắng như thế này. Cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy cái cậu. Thật vui quá. Có phải lũ con người đã sai khiến lũ Titan hình thú Animal Man tiêu diệt lãnh địa của cái cậu phải không? Cái gì? Sao cậu lại biết chuyện của chúng tôi chứ? Nhưng mà cậu nói lũ con người sai khiến lũ Titan Animal Man tấn công à? Chết tiệt, thiệt ra là như vậy. Ủa, cậu bị gì thế? Sao nằm sải lại thế kia? Sao cuộc nội chiến Skibidi Titan? Tôi đem xác những đồng đội của mình về đây để chôn cất. Thật không ngờ, con người bằng một cách phi thường nào đó, bọn chúng đã tới đây và ăn cắp xác đồng đội của tôi. Bọn chúng đem về nghiên cứu rút tỉ của họ để bơm vào binh đoàn của bọn chúng. Lũ khốn kiếp đó, tôi phải băm bọn chúng ra thành trăm mảnh. Bọn chúng còn muốn truy giết và muốn lấy cả tủy của tôi nữa. Cũng may tôi dùng tủy của mình để cho con cháu của tôi ăn. Bọn chúng biến thành những Titan Hybrid to lớn rồi chống lại lũ khốn kiếp đó, mới may thoát được nạn. Thì ra là như vậy. Này Titan Upright Cameraman, người cứ yên tâm, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khôi phục lại bình thường mà thôi. Không, tôi không muốn mất nhiều thời gian đâu. Nào, các cậu hãy tiến lại đây, ăn nốt số tỷ còn lại của tôi đi. Tôi chấp nhận hy sinh cái mạng này để giúp các cậu trở nên mạnh mẽ hơn, hoàn thiện hơn. Lúc đó sẽ có cơ hội đánh bại được lũ Titan thú và bọn con người chết tiệt đó. Báo cáo tổng thống, đội quân Titan thú Animal Man của chúng ta đã đánh bại hoàn toàn lũ Skibidi Titan rồi, chiếm cả lãnh thổ của bọn chúng nữa. Thế à? Hay lắm. Cuối cùng ước mơ đưa loài người bá chủ thế giới này của ta đã thành hiện thực rồi. Nhưng mà thưa tổng thống. Có chuyện gì nữa? Người mau nói đi. Sau khi chiến đấu với lũ Skibidi Titan, lũ Titan thú Animal Man của chúng ta trở nên dữ tợn, mất kiểm soát. Bọn chúng bây giờ chỉ muốn chém giết mà thôi. Chúng ta không thể thu phục bọn chúng đem về hỗ trợ cho thành phố của chúng ta được. Chết tiệt, ta cũng đã có linh cảm bất lành về lũ Titan thú đó mà. Được rồi, bây giờ chắc có lẽ bọn chúng cần một Titan thú lĩnh. Nào, ngươi hãy nhanh chóng tự tiêm tủy vào cơ thể của mình để biến thành Titan thú lĩnh đi. Không được thưa ngài. Tôi không muốn biến thành thứ gớm ghiếc nữa đâu. Tôi còn vợ con nữa. Đúng là một tên chích nhát. Vậy thì ngươi hãy đem tất cả số tỷ còn lại tiêm vào người của ta, để ta trở thành một Titan. Ta sẽ thống lĩnh lũ Titan thú Animal đó. Không được, tôi phản đối chuyện này. Chúng ta không thể nào dùng mạng sống của đồng đội để nâng cấp cơ thể chống lại lũ xấu xa đó được. Nếu không ai chịu hy sinh thì chắc chắn Skibidi Titan chúng ta sẽ bị diệt vong dưới tay của lũ con người. Này Titan TV Man, nếu Upright Speakerman không muốn ăn tỉ của Upright Cameraman thì chúng ta lên đó và thưởng thức để nâng cấp cơ thể của chúng ta đi. Cậu hiểu ý tôi không? Mẹ kiếp, hai cậu suy nghĩ gì tầm bậy thế? Upright Nokia Man, Titan TV Man, các cậu không được làm bậy. Ủa, sao hai cậu không đỡ đòn của tôi chứ? Hai cậu đang làm cái quái quỷ gì vậy? Hay lắm. Mau tới đây ăn tủy hai chúng tôi đi. Upright Speakerman sẽ không phải đụng tới cơ thể của Upright Cameraman đâu. Chết tiệt. Thì ra đây là cái bẫy để hai cậu hy sinh bản thân của mình. Không, tôi sẽ không ăn tủy hai cậu đâu. Tôi sẽ không làm theo những cái điều mà tầm bậy hai cậu đã nghĩ đâu. Chúng tôi không còn sống được
nữa rồi. Đừng để chúng tôi hy sinh vô ích quá. Chết tiệt. Úp này, Smith Command, nhanh nuốt cơ thể ăn tỷ của họ đi. Hãy báo thù cho họ, hãy chút tất cả lên đầu của lũ con người. Lũ nhân loại, lũ tai tình thú Animal Man, ta sẽ nghiền các ngươi thành trăm mảnh. Đây rồi, này, lũ khốn kiếp tay tình thú Animal Man kia. Có phải các ngươi cũng chém giết hết loài Skibidi tay thành bọn ta hay không? Ta xuất hiện được cho các ngươi giết đây. Hãy lại hết đây đi. Sao vậy? Sao đứng im hết vậy? Có phải các ngươi thấy ta to lớn hơn các ngươi? Các ngươi bắt đầu sợ hãi phải không? Lũ chết tiệt các ngươi, mà cũng biết sợ à? Nhưng điều đó cũng không giúp các ngươi thoát được ngày hôm nay đâu. Ta sẽ nghiền nát các ngươi thành trăm mảnh để báo thù cho con cháu, đồng đội của ta. Các ngươi bắt đầu kiểu chiến đấu rồi hay sao? Vậy thì hãy ăn lấy những quả đạn hạng nặng của ta. Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là nỗi đau khi bị kẻ khác chém ra hàng trăm mảnh. Thế nào là nỗi tức tôi khi thấy đồng loại của mình bị giết chết. Ta sẽ cho các ngươi biết được môi mặt nhau là như thế nào. Chết đi, lũ rác rồi, lũ bẩn thỉu. Các ngươi đừng nghĩ số lượng các ngươi đông thì làm gì được ta nha. Ta đã ăn tỷ của hai đồng đội mình. Ta biến thành như thế này, cơ thể ta to lớn, mạnh mẽ. Ta còn cầm thứ vũ khí vô cùng cứng chắc trên đời này nữa. Không ai có thể cản được ta. Dù các ngươi có đông hàng trăm hàng ngàn tên, cũng chỉ là rùi mũi với ta mà thôi. Đau lắm phải không? Đau lắm phải không? Ta cảm thấy thật sảng khoái, thật đã quá đi. Lâu rồi chưa có một cuộc chiến kinh hoàng đến như vậy. Ta không ngờ các ngươi đã giúp ta có một màn tàn sát vô cùng tuyệt vời. Giết các ngươi xong, ta sẽ dẫm nát lũ con người để bọn chúng biến mất khỏi thế gian này. Chết đi. Ubrey, Nokia Man, Titan TV Man, tôi đã báo thù cho các cậu được rồi. Bây giờ, tôi sẽ sàng bằng nhân loại. Tìm tất cả bọn chúng tà lễ trước mặt các cậu. Tổng thống, xin ngài hãy nghĩ kỹ lại. Nếu ngài biến thành tay tành khổng lồ thì ai có thể thống trị điều hành đất nước này chứ? Người cứ yên tâm, ta vẫn sẽ tỉnh táo và sẽ điều hành các con người lẫn lũ tay tành thú Animal Man đó. Lũ tai tình thú Animal Man đó trong khu rừng Skibidi đã bị một vật thể khổng lồ giết sạch. Mẹ kịp, ngươi nói cái gì? Vật thể đó hình dạng như thế nào? Dạ thưa tổng thống, người của hắn đầy loa, hắn còn cầm vũ khí nữa, cơ thể hắn vô cùng to lớn. Hả? Không lẽ là tên Upright Speakerman hay sao? Khổ kịp. Nào, mau tìm tỷ tai tình vào người của ta đi. Nhanh lên. Ta phải đi báo thù cho những tay tình thú Animal Man của ta, giết sạch lũ Skibidi tay tình. Tổng thống, nguy hiểm lắm. Cày đường đi.